Xin chào quý các bạn, trên hình bạn thể thấy đây là phần mic của điện thoại Lenovo Rook Z1 được đặt phía cuối đuôi máy. Nó được tích hợp trên cùng cụm chân sạc và cụm cáp sạc lên trên phía trên của Lenovo Rook Z1. Khi bạn gặp các lỗi sự cố liên quan đến phần mic nghe gọi trên Lenovo Rook Z1, lỗi hỏng cần một địa chỉ thay mới mic, sửa lỗi hỏng mic nghe gọi trên Lenovo Rook Z1, quý các bạn vui lòng liên hệ 024 66 70 99, Di động có cấp.vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể với các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Đối với những khách hàng ở xa không điều kiện đến với Di động có cấp.vn, cần một địa chỉ thay mới mic, sửa lỗi mic nói nhỏ, nói rè, nói đầu bên kia không nghe được, quý vị các bạn chỉ cần liên hệ 024 66 70 99, kỹ thuật viên tại Di động có cấp.vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể với các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị các bạn.